Trong màn hình mà mình nhìn ra đó thì chúng ta thấy là giống như ở cái phần bệ ở dưới này là một cái cán đao. Đúng rồi. À, cán đao, phần ở trên là cái phần lưỡi của thanh đao. Rồi. À, nhìn rất là nhọn và đẹp luôn. 100% là tự nhiên, không do bàn tay của con người tạo nên. À. Rồi nói chung là cô không biết ở đây là nổi cây đao. Dạ. Mà trong cái giấc mộng cô ngủ cô thấy thấy mắt cái gì mà nổi lên cây đao mà gác cổng nha. Cái ông này á, một vị là đổi cái mão vua, có hai cái về hai bên là kêu vịnh cái đao vậy nè. Mà tuy rằng mình thấy cái đao vậy chứ cô ngủ trong giấc chim bao cô à. Cái đao này chiếu hậu quang, chiếu hậu quang trong một cái vùng đây luôn, bờ vuông vùng luôn, mà có một vị ở đây luôn à, không phải không có đâu, có một. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hội Sơn của tỉnh An Giang. Và nơi Bùi Hồ đang đứng đây là đỉnh núi Ba Thê. À, nơi đây có một cái sự tích rất là đặc biệt mà Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị. Và điều đặc biệt đó thanh đao như thế nào thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để tìm hiểu về thanh đao đó. À, dạ cô bác quý anh chị, thì sau hành trình hơn 15 phút chạy xe từ dưới chân núi Ba Thê để tìm đến nơi được gọi là Thạch Đại Đao trên đỉnh núi Ba Thê này, thì theo một số thông tin mà Bùi Hồ tìm hiểu được thì vào năm 1996 có một cái tiếng nổ kinh hoàng, và trong lúc trời mưa sấm sét như vậy thì ở người dân ở vùng đất Thoại Sơn này họ nghe một tiếng nổ rất là lớn, và sau đó thì sau cái trận mưa đó thì mọi người mới hành hương lên núi và gặp được một cái viên đá to và có hình một cái cây đao. Và đây là tất cả đều là tự nhiên hết. Khi có hình đó thì chính quyền địa phương nơi đây họ dựng lên và thờ cúng đến ngày hôm nay. Và trước mắt cô bác quý anh chị đó là hình ảnh Thạch Đại Đao. Ở đây mọi người vẫn còn mới thờ cúng ở đây nè. Về hình dáng bên ngoài chúng ta nhìn giống như là một thanh đao à, gồm có hai bề. Đây là bề lưỡi nè, và đây là bề sống. Chúng ta có thấy đây giống như là một thanh đao rất là lớn. Nó nặng 3 tấn chiều dài 3 thước. Cái thanh đao này là nặng 3 tấn 3 tấn chiều dài 3 thước. Dạ. Cái này kêu bằng Thạch Đại Đao. Dạ. Đó. Ừ. Lúc trước là nó nổ ra là nằm ở dưới này hay là sao chú? Lúc trước nó nổ ra nó nằm ở dưới này. Dạ. Đó đó, nó nằm đó đó con. Dạ. Rồi bắt đầu mái lan nó quay lên. Dạ. Nó nổ ra văng xuống đó rồi đem lên thờ. Và một ngày mưa gió là thanh đao đó. Thanh đao nổ ra. Nổ ra. Là ai là người phát hiện ra được cái thanh đao đây như thế này? Chú phát hiện luôn hả? Ở đây quét dọn lau chùi ở đây luôn. Ồ. Ở đây 2002 tới giờ. Lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Hả? Lúc đó là chú bao nhiêu? Năm nè, nó nổ hồi năm 96. Dạ. Hai mấy năm. Dạ. Rồi bây giờ là chú năm nay là chú là cái 55 tuổi nữa. Là con nghe nói là nổ năm 96 đến năm 2002 thì chính quyền mới đem lên đây và thờ cúng đến đúng, bây đúng, giờ. Đúng đúng rồi, bắt đầu đem lên thờ rồi chú ở đây luôn tới giờ luôn. Chú quét dọn đây. Dạ. Mà thanh đao nổ ra thì tại sao chú lại phát hiện được, hay là có một điềm báo gì không? Có người ta lên đây, người ta đi ấy bò, người ta đi cho bò ăn, người ta thấy. Dạ. Thấy rồi người ta đồn ra rồi người ta lên đây người ta thờ, nghe ra ta lên đây thấy. Dạ. Nó vậy đó. Là cái thanh đao này là trước giờ vậy không có bàn tay của con người chạm vào, tất cả đều là thiên nhiên hết hả chú hả? Không có ai chạm gì hết trơn á. Dạ. Nó vậy luôn á. Ồ. Hàng năm thì lượng khách mà về viếng cái thanh đao này đông không chú? Cũng là ga gì đó. Dạ. Họ thường đến đây họ cầu an điều gì ha chú ha? Cầu an muôn bán này kia gì đó. Dạ. Dạ. Đây là cái phần bề lưỡi của thanh đao. Dạ, đúng rồi, còn bên đây là bề sống ở thanh đao. Rồi. Dạ. Vẻ bề ngoài nhìn thì một cái thanh đao nó không khác gì hình thù so với một cái thanh đao bằng đồng mà các nghệ nhân người ta đúc được. Rồi. Mặc dù đây là một cái tảng đá tự nhiên thôi. Và điều đặc biệt thì vào ban đêm hay là ban ngày chú? Ban đêm. Ban đêm hả? Dạ. À, sau một cái tiếng nổ vào một lúc đó là chú nhớ mấy giờ không? Không biết đâu, cái đó không biết đâu con ơi. Thì những người ở gần ở chân núi người ta có nghe được không chú? Lúc tiếng nổ đó đó.
cũng ngừng nhầm người ta nghe, nhầm người ta không nghe. Dạ. Mình cũng đâu có ấy được. Dạ. Chú tên Ẩn. Chú Ẩn. Ồ. Thạch Đại Đao. À, dạ, chú Ẩn. Người mà cai quản ở Thạch Đại Đao ở đây. Dạ. Nhìn thấy một cái thanh đao mà trên một cái đỉnh núi. Điều đặc biệt ở đây mà Bùi Hồ muốn nói đến cô bác quý anh chị là ở đây là đỉnh núi luôn hả chú ha? Cao nhất luôn. Là một cái nơi cao nhất trên đỉnh núi Ba Thơi này. Con không hiểu là khi mà nổ ra thì được thanh đao như thế này, thì những cái tảng đá mà xung quanh á chú, thì còn ở đó, ở dưới đó không? Nó cũng nó có những cái mảnh vụn không? Không, lâu quá lâu rồi nó cũng lắc hết. Lúc trước thì chú thấy là có những cái mảnh vụn gần cái thanh đao này không, hay là chỉ thanh đao này thôi? Thanh đao nguyên luôn. Dạ. Dạ. Thanh đao nguyên bự như vậy luôn. Ừ. Cho mọi người ngắm cái vẻ đẹp của thanh đao. Nếu như mà ở trong màn hình mà mình nhìn ra đó, thì chúng ta thấy là giống như ở cái phần bệ ở dưới này là một cái cán đao. Đúng rồi. Cán đao, phần ở trên là cái phần lưỡi của thanh đao. Nhìn rất là nhọn và đẹp luôn. 100% là tự nhiên, không do bàn tay của con người tạo nên. Đoàn mình ở đâu cô? Sà Đéc á. À, dạ. Là mẹ em bán đây, em mới gốc gác ở đây nè. Còn dạ. Ổng là mới 15 năm thôi. Ừ. Về đây ổng cưới vợ Thành ở đây thôi. Còn em, nhà em ở trên đây. Dạ. Nào giờ là dưới quán đó mẹ em bán lúc bất đi hái lá mối bán đó. Là lúc em 8 tuổi đó. Ừ. Là chị nghe tiếng nổ hả? Không, em nghe, em không biết đâu. Là cho 8 tuổi là chị phát hiện rồi hả? Ừ, tờ ba em dắt đi hai đám mới. Mà nó còn nằm kìa, chưa đứng đây. Đây là người ta như sao là ta sợ như là lên, ừ, nhà nước dặn lên, làm lên. Còn xem nó cài đồ đổ cát lên cực lắm. Lúc em còn nhỏ mà mẹ em bán nước đó. Lúc đó nó là thanh đao nằm ở dưới đó luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Bắt khiên lên nha. Nhà nước mình làm đó, mấy cái này là nhà nước làm hết. Cái nào mình có mình nói thì dạ. Cái cô qua đây là thanh đao nằm chỗ này nè. Em thì nhỏ lớn đây, còn ổng là mới vợ gợi vợ sau ở đây thôi, mới về đây. Còn trên đây là tao bỏ quan. Đây nè, xác minh. Có nghĩa là thanh đao thì đã có chị không biết lúc có em, chị không nào biết. Nào em không biết mà, nhưng mà em lúc 8 tuổi ba em bắt nó mối là em biết rồi. Ừ. Nó. Ờ. Còn mới về đây 15 năm nhé. Ờ. Con vợ sau đây nè. Gì đúng rồi. Là có nghĩa là chị vẫn không có nghe được cái tiếng nổ vậy ha. Biết đâu, em có biết đâu. Là 8 tuổi là đã có sẵn rồi. Ừ. Nhưng mà năm 2002 thì mới đem lên đây. Em gành đó luôn. Yeah. Mà tới mà xây cắt rồi là ở trên đây. Là bắt đầu tập trung lên đông rồi đó. Dạ. Yeah. Cái đó là em biết sao nói vậy. Ừ. Cái này là do chú Ẩn này cai quản sau này hả? Không. Nó phải cái quán. Ờ vậy hả? Trên đây là tao bỏ liều, ổng không thấy ai trên đây, ổng mới lúc cũng cắt quán mình đó. Kiểm lâm á. Mấy mấy chỗ ổng cắt nhà mà ổng ở. Như là bán nước, bán nôi gì đó. Rồi sau này đầu cái bán luôn bán không được, ới nghỉ. Rồi mấy không còn, bây giờ kiểm lâm đâu còn cho mướn du lịch gì nữa đâu. Giờ bỏ liều rồi. Dạ. Giờ nói chung ở trên đây là không còn ai cai quản nữa. À. Thì em nghe nói người nằm bao thì lên thấy này thấy kia chứ cũng linh. Ừ. Cũng thấy người chị bệnh này kia nọ lên tớ hứa hết đó nha. Dạ. Hết trơn bệnh đó. Ờ vậy ha. Có nghĩa là người ta lên cầu vẫn linh thiêng. Ừ. Như người ta nằm giấc mơ, người ta thấy sự thật là ta lên đó. Ừ. Có. Ừ. Nhưng mà tâm mình tin là có thiệt. Cũng tin thôi. Về cái bề bản của thanh đao này á, tính luôn cái phần rộng nhất thì để mình đo thử xem ơi. 1 2 3 4 khoảng 5 gang tay, gần 1 mét, rộng nhất là khoảng gần 1 mét. Và ở trên cái chốt ở trên kia, đến từ điều đặc biệt ở đây nữa là ngay chỗ cái phần lưỡi, phần sống này thì nó nhô ra rất là tinh vi. Tại thiên nhiên làm hết mà. Nhưng mà mình thấy nó rất là tinh vi. Trên đỉnh kia này nó cực kỳ nhọn luôn. Nó xuống đây thì nó lại bầu bỉnh ở chỗ này. Và ngay cái phần bề sống bên đây này nó lại khoảng hơn 2 gang tay nè. 2 gang tay của mình, khoảng gần 2 gang tay. Còn bề lưỡi thì nó lại ngắn hơn. Ở đây nó khoảng tầm 1 gang tay. Rộng, bề rộng của thanh đao thì khoảng hơn 1 mét. Cao thì khoảng 3 mét, nặng 3 tấn. Và cái nơi rộng nhất thì 1 mét. Ở dưới này thì
khoảng một đêm đó. Rất là linh thiêng. Mình không ngờ là thiên nhiên mà lại có một cái thanh đao, cái viên đá mà hình thanh đao nó lại cực kỳ ấn tượng như vậy, và nó không khác nào là một cái thanh đao thiệt. Cũng có một miếng nữa, đất này chút xíu mình dạy xe là bỏ xuống mình. Là cô là ở Đồng Tháp hả? Ừ. Sao đẹp. Rồi nói chung là cô không biết ở đây là nổi cây đao. Dạ. Mà trong cái giấc mộng cô ngủ cô thấy mắc cái gì mà nổi lên cây đao mà gác cổng nha. Cái ông này á, một vị là đậu cái mão vua, có hai cái về hai bên là kêu vịnh cây đao vậy nè. Mà cây đao đó nó chiếu hào quang à. Dòng cây đao chiếu hào quang hết luôn. Thì cô ngủ cô thấy hoài. Mà cô ao ước cô nói chưa, cô nói với Phật tử cô á, cô nói không biết cây đao này nó ở đâu đâu, mình đi đảnh lễ xuất hiện rồi đó mà không biết ở đâu. Chắc giúp bao cô thấy vậy đó. Mà cô cũng không có nghe ai đồn ai nói trơn á, mà nhờ lên cái gì? YouTube. Ừ. Rồi cái cô mới mở cái trong cái điện thoại cô coi. Trời ơi mừng quá trời người, bữa nay cô nguyện cô đi lên đây để mà cô cút đó. Cô nằm mơ bao nhiêu lâu rồi? Lâu rồi, thẳng mấy năm về trước lận. Nhưng mà cô không phát hiện được. Không phát hiện được. Ừ. Rồi cái xong cái bắt đầu thấy đi. Thấy đi núi Ba Thê luôn. Thấy đi núi cái núi kia là núi gì nữa, hai cái gần bên. Ừ. Mà cô lội cô đi quằng quá chừng luôn đi tìm. Cô ở chùa nào? Cô ở dưới Sa Đéc, chùa trong đồng á, chùa Am Đạo Thảo á. Am. Ừ. Am Đạo Thảo, giờ cô lên chùa Liên Hoa, chùa Liên Hoa. Cô là chùa Liên Hoa. À, cô là chủ trì ở đó luôn. Xưa gọi Am Đạo Thảo á. Dạ. Mà chưa có biết cái đêm, giống như người ta cho mình biết sẽ ở hai núi đó đó. Dạ. Ngủ thấy nha. Dưới nói thấy cô đi quần hai núi này nè. Mà đi bộ không mà, không có nói là đi xe. Trong giấc mơ thì cô thấy là thanh đao phát sáng. Phát sáng chiếu hào quang à. Mà nó vuông. Ừ. Vuông theo cái cây đao vậy mà có một vị tướng đứng để vịn cây đao vậy nè. Dạ. Cô nói trời ơi không lẽ bây giờ cây đao của bờ trên ta xuất hiện. Ừ. Mà không biết xuất hiện ở đâu mấy ông ơi. Mà tôi thấy rồi đó, sức lâu lắm rồi mà không biết ở đâu. Ừ. Nhưng mà trong mới một thời gian gần đây thôi chứ không có lâu gì hồi xưa. Dạ. Cô thấy luôn mà, bởi cô mới tin, cô mới đi tìm đó. À, hôm nay thì cô tin cô cùng với đoàn của mình đi đến đây để thắp hương. Vậy này đến đây nè. Ủa. Ờ. Tuy rằng mình thấy cây đao vậy chứ cô ngủ trong giấc chim bao cô à. Cây đao này chiếu hào quang. Chiếu hào quang trong một cái vùng đây luôn. Bờ vuông vùng luôn. Mà có một vị ở đây luôn à, không phải không có đâu. Có một người cai quản ở đây luôn. Một ông này là một ông thư lớn lắm. Dạ. Đội cái mão mà giống như mão vua. Dạ. Mà đứng dịnh cái kém vậy nè. Hầu luôn. Thành ra cô mới nói trong lương tâm á, cô nói trời ơi xuất hiện mà không biết đâu, để đi đảnh lễ đi giết. Thì trong cái ngủ mấy năm nay đó thì cô cứ thấy là hôm nay đến đây thì cô có thấy giống trong giấc mơ mình không? Giống. Dạ. Cô ngủ cô thấy là đau của bờ trên á. À. Đau sáng giới à. Ừ. Không phải cái này là coi như là cái ẩn người ta bằng đá cái thôi. Cái ẩn người ta cho mình mắc phà mình bằng đá thôi. Thấy bằng đá thôi đó, chứ cô ngủ ở trong cái đệm trên bao cô là cô thấy cây đau là ba thước đó. Cho cô cho con hỏi là sau khi mà cô thấy được như thế này nè, rồi bây giờ hiện nay thì cái cảm giác của cô nó vui dữ không? Vui. Bữa nay đi được mừng thôi, quá chừng mừng luôn. Dạ. Ờ bởi vì trong cái giấc mộng báo sao thấy sao mừng quá chừng mừng à. Không có gì bằng hết trơn. Cỡ nào cô nghe rồi cũng thấy rồi là phải đi liền. Mà đi cái chim bao là đi trước rồi. Dạ. Đi cho cô thấy đi qua núi này với núi kia. Dạ. Cô đi bộ nha. Thấy dí nó đi bộ qua lại đó cái đau đây. Thật ra thì trong cái vùng đất An Giang này thì đây là một cái vùng đất thiêng. Có những cái câu chuyện mà bản thân tất cả rất là nhiều người, ngay cả ở huyện Ngồi Sơn này cũng không thể giải thích được. Và như cái câu chuyện của cô là cô pháp danh cô là cô gì? Cô pháp danh Lệ Tấn. Cô Lệ Tấn. Dạ. Ở quê ở Quỳnh Hoa, chùa Quỳnh Hoa. Chùa Liên Hoa. Liên Hoa. Cổ Am Đạo Thảo. Dạ, cổ Am Đạo Thảo. Ngay cả cô thì cũng nằm chim bao. Với một cái niềm chim bao thì mới đến đây để mà thắp hương cũng như là cầu may mắn bình an cho bá tánh vạn dân. Thì thật ra thì Bùi Hồ cũng đến đây vì một cái duyên thôi. Thì mong video clip này lên thì mọi người có thể biết gì về thanh đao này thì có thể cùng chia sẻ cho mọi người biết nha.